Kêu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nồng độ cholesterol trong máu càng cao thì càng phải đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt trong đó là vấn đề về tim mạch. Ngoài việc ngăn chặn phòng chống cholesterol cao, thì ăn gì, uống gì để giảm lượng cholesterol trong máu cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm hỗ trợ tốt nhất cho việc giảm cholesterol trong máu. 10 loại thực phẩm giúp hạ cholesterol hiệu quả. 1. Rượu vang đỏ. Nếu bạn có thói quen uống rượu vang đỏ trong mức giới hạn cho phép thì bạn có thể cải thiện được lượng cholesterol trong máu một cách đáng kể. Theo nghiên cứu, uống một ly vang đỏ hàng ngày giúp tăng HDL tức cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Thật đáng ngạc nhiên là rượu vang đỏ cũng chứa chất chống oxy hóa hay còn được gọi là polyphenol giúp giữ cho các mạch máu của bạn khỏe mạnh và kích thích mạch máu hoạt động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hãy thưởng thức đồ uống có cồn một cách chừng mực và điều độ, vì uống quá nhiều rượu có thể gây hại đến gan và dạ dày của bạn. 2. Cá hồi. Cá hồi là thực phẩm giảm cholesterol hiệu quả. Cá hồi giàu axit béo omega-3, một chất béo lành mạnh có thể giúp bạn giảm huyết áp. Ăn cá hồi thường xuyên có thể cải thiện cholesterol tốt HDL tuy nhiên không làm giảm cholesterol LDL là cholesterol có hại trong máu của bạn. 3. Bột yến mạch Bột yến mạch là một trong những loại thực phẩm giảm cholesterol, giàu beta-glucan và tốt cho tim mạch. Chất sơ hòa tan có trong yến mạch làm giảm cholesterol LDL bằng cách tạo thành một lớp dính trong ruột non, ngăn chặn cholesterol xấu xâm nhập vào mạch máu của bạn. Hãy bỏ qua mì gói hoặc các loại thức ăn chế biến sẵn khác vì bạn có thể dùng bột yến mạch để làm bữa sáng, vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe. Bạn cũng nên pha trộn các loại hoa quả cùng bột yến mạch để tăng vị ngọt tự nhiên cho món ăn và tăng hàm lượng chất xơ hòa tan nhiều hơn. 4. Quả táo. Một nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại cây được bổ sung vào danh sách các thực phẩm giảm cholesterol hiệu quả vì có chứa nhiều chất xơ hòa tan. Ngoài ra ăn nhiều trái cây còn giúp bạn có làn da đẹp và có lợi cho tim mạch táo, đặc biệt là vỏ táo có chứa pectin, một loại chất xơ hỏa tan bám vào cholesterol xấu và hướng dẫn loại cholesterol này đi qua hệ thống tiêu hóa và bài tiết khỏi cơ thể, làm giảm thiểu mức cholesterol xấu trong cơ thể của bạn. Trái cây họ cam, quýt cũng có hàm lượng pectin cao. Tuy nhiên chủ yếu dạng nước và bạn cần ăn nhiều trái cây để cung cấp nhiều chất xơ hơn là uống nước ép. Vì vậy, Táo là một lựa chọn tốt cho cơ thể và là loại trái cây này cũng có hàm lượng polyphenol cao, một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm. 5. Các loại đậu. Các loại đậu chứa chất xơ hòa tan cholesterol và còn có nhiều lợi ích khác tốt cho sức khỏe. Đậu có hàm lượng protein cao và có thể trở thành một thực phẩm thay thế lành mạnh cho một số nguồn protein động vật, chẳng hạn như các loại thịt những người có lượng cholesterol cao nên bổ sung các loại đậu trong bữa ăn như chế biến các loại súp, salad hay dùng đậu để thay thế các loại thịt chứa nhiều protein. Ngoài ra, bạn nên sử dụng dầu đậu nành, có nguồn gốc thực vật thay cho các loại dầu hay mỡ động vật. 6. Quả hạch Các loại hạt cây như quả óc chó, quả hồ chăn và hồ đào đã được chứng minh là thực phẩm giảm cholesterol toàn phần và giảm cholesterol xấu. Các loại hạt có nhiều chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, một số vitamin và các khoáng chất tốt cho sức khỏe tim mạch. Các loại hạt cũng chứa sterol thực vật là những hợp chất tự nhiên ngăn chặn cholesterol bạn ăn vào máu. Mặc dù được khuyến khích là tốt cho sức khỏe, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng các loại quả hạch này để thay thế cả bữa ăn, kiểm soát khẩu phần ăn vẫn quan trọng. 7. Quả bơ Bơ là một trong những loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao vì chứa nhiều vitamin và các khoáng chất. Bơ còn là thực phẩm giảm cholesterol với nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol xấu một cách hiệu quả. Chỉ cần một quả bơ mỗi ngày có thể giúp bạn làm giảm đáng kể lượng cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, cải thiện chất lượng sức khỏe của bạn. Bạn có thể dùng bơ để phết lên bánh mì, ngoài ra bạn cũng có thể biến tấu nhiều loại salad hấp dẫn với quả bơ. 8. Sô-cô-la đen Sô-cô-la đen không chỉ là món quà đặc biệt trong các dịp lễ mà còn tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, sô-cô-la đen và bột ca cao chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh, được gọi là flavonoid, giúp giảm cholesterol. Tuy nhiên, sô-cô-la sữa và sô-cô-la trắng có rất ít chất rắn ca cao, do đó mức độ flavonoid thấp hơn. Hãy thưởng thức một thanh sô-cô-la đen nhỏ mỗi ngày để bảo vệ tim mạch của bạn. Bạn cũng có thể thử rắc bột cacao trong sinh tố hoặc sữa chua để gặt hái những lợi ích từ sô-cô-la như giảm cholesterol, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa các tình trạng bệnh nguy hiểm. 9. Kim chi Kim chi là một món ăn truyền thống được lên men của Hàn Quốc. Món ăn này thường được làm từ bắp cải, củ cải hoặc dưa leo có hương vị đặc trưng hấp dẫn, cũng như chứa đựng một số lợi ích nhất định giúp cải thiện tình trạng sức khỏe. Kim chi có nhiều chất sơ vì đã được lên men Đồng thời món ăn này chứa nhiều vi khuẩn tốt, giúp giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh. Kim chi rất tốt cho tim mạch vì có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học làm giảm cholesterol bằng cách ngăn chặn cholesterol bị hấp thu vào máu. Vi khuẩn tốt được sản sinh trong quá trình lên men cũng giúp giảm cholesterol. Kim chi và dưa cải bắp thường có hàm lượng natri khá cao, vì vậy nếu bạn muốn bổ sung muối trong chế độ ăn của mình thì kim chi chính là một lựa chọn rất tốt. 10 củ tỏi. Tỏi không chỉ là một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn gia đình mà còn là một loại thức ăn rất tốt cho sức khỏe và có công dụng trị bệnh. Chính vì vậy, sử dụng tỏi trong các bữa ăn giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể và duy trì sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, tỏi cùng với chiết xuất tỏi đã được chứng minh là thực phẩm giảm cholesterol bằng cách ngăn chặn cholesterol được tạo ra trong gan. Thêm vào đó, ăn tỏi cũng có thể giúp hạ huyết áp rất hữu hiệu. Vâng, những thực phẩm mà chúng tôi vừa kể trên đây là những thực phẩm vô cùng quen thuộc với chúng ta hàng ngày. Chúng vừa dễ ăn, dễ gần gũi lại vô cùng dễ chế biến nữa. Và quý vị còn chờ gì nữa mà không thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày để có thể giúp cân bằng lượng cholesterol trong máu. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!